Chắc Nemo suy sụp, hết ôm đến quỳ gối để xin lỗi vợ anh lớn quận 8. Hội đồng xét xử tuyên bố bất ngờ. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Chắc Nemo bất ngờ ôm, thậm chí quỳ gối xin lỗi nạn nhân. Hội đồng xét xử cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới phức tạp cần xem xét thêm nên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Chiều ngày 22 tháng 11, sau một tuần xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang 30 tuổi, tên gọi khác là Chắc Nemo, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Cương cùng 23 tuổi, Nguyễn Phước Tuấn 31 tuổi và Phan Hoàng Nam 24 tuổi. Lần xuất hiện này, Chắc Nemo diện xét đồ trắng, đeo khẩu trang kín mít. Dù vậy, khuôn mặt của bà mẹ trẻ hiện rõ sự mệt mỏi. Để tránh gây sự chú ý của mọi người, cô cúi mặt nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Các bị cáo được tại ngoại trong quá trình điều tra bị Tòa án Nhân dân quận 1 xét xử về cùng tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù. Hội đồng xét xử cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới phức tạp cần xem xét thêm. Ngoài ra, cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự với bà Phạm Lệ Khanh nên tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Trước đó, Nguyễn Xuân Hương Trang khai không quen biết với nhóm của Trà My. Sự việc xảy ra vì My lấy hình ảnh của bị cáo bán sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội không đúng mục đích, Trang trình bày và cho biết Trà My hẹn đến cửa hàng của bị cáo để xin lỗi. Đối với hành vi giật khẩu trang của Khanh, Nguyễn Xuân Hương Trang nhiều lần nói lời xin lỗi nạn nhân tại tòa, mong được chị Khanh bỏ qua, song không được nạn nhân chấp nhận. Chị Phạm Lệ Khanh cho rằng nếu không có phiên tòa hôm nay, chị sẽ không nhận được lời xin lỗi nào từ Trang và các bị cáo khác. Các bị cáo bồi thường cũng được, không bồi thường cũng được, nhưng tôi mong hội đồng xét xử xử đúng người đúng tội, Khanh nói. Ngoài ra, ngay sau khi hội đồng xét xử rời đi, Chắc Nemo đã tiến về phía bị hại chị Khanh, ôm và quỳ trước bị hại và nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, Khanh lắc đầu từ chối và rời đi. Cáo trạng xác định Trang là chủ cửa hàng Chắc Nemo tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Hà My trong việc kinh doanh online. Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết. Chiều ngày 16 tháng 1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Chắc Nemo. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài. Quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bênh vực My rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương phải nhập viện. Vụ việc được phía Chắc Nemo livestream, hàng trăm người kéo đến cửa hàng xem gây náo loạn đường Nguyễn Trãi. Công an sau đó mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Nạn nhân bị thương tích 3%, đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang và đồng phạm. Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hành vi của các bị cáo đã làm mất trật tự an ninh xã hội địa phương, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe. Tuy nhiên, các bị cáo Trang, Quy, Khương chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu. Riêng bị cáo Trang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Từ đó, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án từ 6 đến 12 tháng tù. Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12 đến 18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Phước Tuấn 9 đến 15 tháng tù. Trang Nemo được biết đến là doanh nhân chuyên kinh doanh thời trang tại Sài Gòn, fanpage của cô có hơn 400.000 lượt theo dõi. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, vóc dáng chuẩn cùng tài kinh doanh đáng ngưỡng mộ, cô còn là cái tên thường xuyên gắn liền với những drama trên mạng xã hội. Sinh ra và lớn lên tại Bến Tre, trước khi nổi tiếng giàu có như hiện tại, ít ai biết rằng Nguyễn Xuân Hương Trang đã từng phải làm qua rất nhiều nghề để kiếm sống như PG bán hàng, DJ quán bar. Tuy nhiên, với nhan sắc trời phú cùng niềm đam mê thời trang, Chắc Nemo sau đó đã tự mình xây dựng thương hiệu quần áo riêng và trở thành địa chỉ tin cậy của các tín đồ làm đẹp nhiều năm nay. Cô hiện sở hữu một cửa hàng to đẹp, cực hoành tráng nằm giữa quận 1 sầm uất.